Huấn luyện viên Park Hang-seo không thể phòng ngự mãi gặp đội mạnh cũng phải dập thôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận rằng việc giữ sạch lưới một trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á là điều rất khó. Đội tuyển Việt Nam kết thúc 5 trận lượt đi với 11 bàn thua là đội thủng lưới nhiều nhất ở vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á. Điều này không bất ngờ bởi các đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều có đẳng cấp cao hơn nhiều. Trước câu hỏi vì sao đội tuyển Việt Nam thủng lưới nhiều, và làm cách nào để cải thiện, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đây là vấn đề khó trả lời. Chúng tôi gặp các đội bóng đều rất mạnh, đội tuyển Việt Nam là đội yếu nhưng không thể phòng ngự mãi được, chúng tôi cũng phải tấn công và khi gặp các đối thủ mạnh thì hàng phòng ngự cũng phải sập thôi. Gặp những đội bóng có năng lực cá nhân nổi trội, việc giữ sạch lưới là không dễ, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Tìm cách để nâng cao năng lực cầu thủ phòng ngự không phải việc ngày một ngày hai mà được, không giống như lắp ráp mô hình, lắp được là mạnh ngay nếu giải quyết được vấn đề như vậy thì đội tuyển việt nam đâu cần chờ đến ngày hôm nay mới được thi đấu ở vòng loại thứ ba không chỉ tập trung phòng ngự đội tuyển việt nam cũng cần tìm cách ghi bàn đặc biệt là khi bị đối thủ dẫn trước nói về các phương án tấn công huấn luyện viên park hang seo và các học trò có một vài ý tưởng rút ra được từ việc nghiên cứu đối thủ chúng tôi đã phân tích băng hình tôi nhấn mạnh với các cầu thủ và hy vọng họ nhớ được những điều đó khi vào sân huấn luyện viên park hang seo nói nhược điểm của ả rập xê út khi thi đấu là hai cánh dâng cao khoảng trống phía sau rất lớn và chúng tôi có thể khai thác được. Khi triển khai bóng và mất bóng, họ tạo áp lực ngay vị trí đó, huy động nhiều người theo bóng. Nếu thoát được khối đó thì sẽ có không gian chúng tôi sẽ tấn công được